Chiều ngày 28 tháng 7, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, tại hội nghị sơ kết một năm thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Phú Quốc mới đây, thì lực lượng chức năng địa phương đã triệt phá 8 băng nhóm, điều tra và phá 126 vụ tội phạm về trật tự xã hội và xử lý 386 người. Đặc biệt, với quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự, không để phát sinh tội phạm băng nhóm mới ở Phú Quốc, tối ngày 21 đến rạng sáng ngày 22 tháng 7 vừa qua, Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, quán bar, karaoke và kiểm tra hành chính các phương tiện giao thông trên địa bàn. Công an bất ngờ ập vào kiểm tra văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Vệ sĩ Đại Việt. Công ty này không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến hoạt động của pháp luật và tàn trữ 3 gậy cao su và một nón cối Công an Nhân dân. Công an còn kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh House No One ở phường Dương Đông, phát hiện 8 người đang đánh bạc với hình thức đánh poker, ăn thua bằng tiền, được quy đổi từ phỉnh theo các mệnh giá. Qua sự quyết liệt này, tình hình an ninh trật tự ở Phú Quốc ngày càng ổn định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu lực lượng công an và các đơn vị có liên quan cần tăng cường thực hiện đạt hiệu quả các giải pháp tấn công, trấn áp tội phạm và đặc biệt giải quyết triệt để các băng nhóm trên địa bàn thành phố Phú Quốc, gìn giữ an ninh trật tự xã hội.